trong hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy đại thắng mùa xuân 1975 đã đi vào tiềm thức mỗi người dân đất Việt như là một trong những chiến thắng oanh liệt nhất, vĩ đại nhất. Chỉ trong 55 ngày đêm, quân và dân ta đã giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với tốc độ một ngày bằng 20 năm, chúng ta đã giành toàn thắng với 3 chiến dịch lớn. Chiến dịch giải phóng Tây Nguyên mở đầu bằng trận đánh Buôn Ma Thuột, chiến dịch giải phóng Huế Đà Nẵng quét sạch địch ở ven biển miền Trung và kết thúc là chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn Gia Định, thống nhất đất nước. Sau chiến dịch giải phóng Tây Nguyên toàn thắng ngày 21 tháng 3, từ các hướng Bắc, Tây và Nam, các lực lượng quân khu Trị Thiên, quân đoàn 2 đồng loạt tiến công, vượt qua các tuyến phòng thủ của địch, tiến thẳng về thành phố Huế. Đúng 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3, lá cờ cách mạng được kéo lên đỉnh cột cờ trước Ngọ Môn, thành phố Huế được hoàn toàn giải phóng. Ngày 25 tháng 3, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh quyết định tiến công Đà Nẵng với tư tưởng chỉ đạo kịp thời nhất, nhanh chóng nhất, táo bạo nhất và chắc thắng. Từ nhiều hướng, các cánh quân của ta tiến công vào thành phố Đà Nẵng. Trong vòng 32 giờ, ta đã tiêu diệt và làm tan rã hơn 100.000 quân địch. Ngày 29 tháng 3, Đà Nẵng được giải phóng. Chiến thắng của chiến dịch Huế Đà Nẵng thể hiện nghệ thuật vận dụng thời cơ, kết hợp chặt chẽ các yếu tố để tạo thành sức mạnh của Đảng ta trong chỉ đạo chiến tranh giải phóng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đạo cho các cánh quân thần tốc, thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút xốc tới mặt trận giải phóng miền Nam. 19 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4, Bộ Chính trị quyết định lấy tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn là chiến dịch Hồ Chí Minh. Rạng sáng ngày 16 tháng 4, quân ta đồng loạt tấn công mạnh mẽ và đập tan phòng tuyến Pha Rang, một tuyến phòng thủ từ xa cực kỳ quan trọng của quân ủy. Ninh Thuận rồi Bình Thuận được giải phóng. Với thế và lực mới, với niềm tự hào về chiến dịch cuối cùng được mang tên Bác Hồ vĩ đại, các cánh quân dồn dập tiến về Sài Gòn. Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn là điểm hội tụ sức mạnh toàn dân tộc Việt Nam. Đêm 20 tháng 4, quân ta đánh mạnh vào phòng tuyến Xuân Lộc, một trọng điểm của tuyến phòng ngự phía đông của địch. Toàn bộ lực lượng ở tuyến phòng ngự Xuân Lộc trước nguy cơ bị bao vây và tiêu diệt đã bỏ chạy. Xuân Lộc được giải phóng, cánh cửa phía đông Sài Gòn đã mở sẵn. 17 giờ 26 tháng 4, tiếng súng mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh vang lên. 23 giờ, Bộ Chính trị ra lệnh đánh thẳng vào nội đô với thời gian nhanh nhất. Từ các hướng bao vây, 5 cánh quân của ta nhằm thẳng Sài Gòn, xốc tới. Sáng 30 tháng 4, các cánh quân của ta đã vượt qua mọi chướng ngại, tiến thẳng vào thành phố. 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, lá cờ chiến thắng tung bay trên dinh núi cuối cùng của địch. Dinh Độc Lập trở thành hợp điểm của những cánh quân giải phóng Sài Gòn. Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối. Với sức mạnh tổng hợp của đại thắng mùa xuân năm 1975, quân và dân Việt Nam đã hoàn thành di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại thắng mùa xuân 1975 cũng được khắc sâu vào lịch sử Việt Nam bằng những chữ vàng chói lọi nhất.